Anh đã nhờ hỏi qua bạn anh làm ở bên xuất khẩu lao động thì được biết là bố cún sau khi hạn visa đã trốn ở lại. Thế nên tạm thời chưa có tin tức gì cả. Nhưng em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Trong trường hợp xấu nhất mà không tìm được bố cún, anh sẽ có trách nhiệm với thằng bé. Thật ra việc chăm sóc cún để em làm là hợp lý nhất. Nhưng bây giờ em đã có gia đình, muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến chồng đã. Không phải ai sinh ra cũng đã biết làm bố ngay. Ai cũng đều bỡ ngỡ. Và bố cũng vậy. Bố không biết phải nói gì, phải làm gì. Bố cũng không biết phải gương mẫu thế nào thì làm sao bố dạy con được. Cái việc bố mẹ gửi con về ông bà nội cũng thế. Không phải vì bố mẹ không yêu con, không thương con, không nhớ con, mà vì lúc đấy thật sự rất khó khăn. Công việc của bố mẹ rất bận rồi, thời gian ăn còn chả có, thì làm sao mang con theo được. Nên bố mẹ sợ mang con theo con sẽ vất vả khổ sở. Nhưng mà bố cũng phải nói thật, lúc đó bố cũng không hiểu nhiều về trách nhiệm. Nhưng bây giờ bố đã khác rồi, bố thay đổi rồi. Bố thay đổi từ đây này. Em xin lỗi, hôm nay em có chút việc đột xuất. Vậy mà anh vừa có nói với chị là em có việc không tới được, cả nhà chờ em mãi. Kìa anh, anh mời cô Giang vào nhà mình đi. Thỏ, lấy nước mời cô, nhanh đi con. Người nhà với nhau á, em đừng khách sáo như vậy. Lần sau có tới đây á, đừng có mua bán gì. À, chắc là em đói bụng rồi, để chị nấu gì cho em ăn ha. Dạ thôi chị ạ, qua bữa rồi. Tối về em mà đói, chồng em sẽ vào bếp. Chồng nhỉ. Anh Việt á, bình thường thì rất là vô tâm, nhưng lại được cái rất là ga lăng. Anh Việt vô tâm của ngày xưa thôi, chứ chồng em bây giờ à, hết nước chấm. À mà nè. Dạ. Chị á, có mời thêm cả Vũ nữa. Không biết là em có vô tình đi cùng Vũ không? Chưa, chị thấy em thì tới trễ, còn Vũ không thích tới là sao? Anh là một người đàn ông lớn tuổi, đã từng có một đời vợ. Nhưng anh hứa anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội, tình cũ không rủ cũng tới à? Là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của em vẫn còn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Có khi nó cố tình gây chuyện. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi trời, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ à,